Quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở Đức Mẹ Núi Cúi. Quý vị và các bạn biết không, Đức Mẹ Núi Cúi này là một cái, sau này dự định sẽ là một cái trung tâm hành hương. Đức Mẹ Núi Cúi này sẽ giáp ranh của huyện Thống Nhất và huyện Thống Nhất và huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Từ đằng xa thì quý vị và các bạn thấy không? Đây là một cái có mẹ của lòng thương xót. Đức Mẹ Núi Cúi này trên một cái đỉnh đồi. Mà quý vị và các bạn thấy không, mình cũng đã nghe được cái lời kinh tiếng hát. Đây rồi, chúng ta bắt đầu xuất hành nha quý vị. Đây là đường lên Mẹ Núi Cúi. Đi lên Đức Mẹ Núi Cúi thì tôi với một người bà con cứ phải không biết là Đức Mẹ Núi Cúi là cuối đầu hay là cuối cùng. Thì trên mạng có nhiều cái tên khác nhau, và cuối cùng thì hôm nay là đã tận mắt chứng kiến cái chữ là Mẹ Núi Cúi, tức là cuối, là này là cuối đầu. Cuối đầu. Lúc nãy là cuối cùng. Trên bạn nó ghi là chữ cuối. Không, cuối. Cuối này mới đúng này. Cuối xuống núi này có những người nhà cái tên cuối xuống. Đúng xuống. Đúng à, phải đi được. Đấy. Đó là nó sẽ tích lại bảy thu. À. Ta đang làm. À đi là phải cuối xuống hả? Đúng rồi. Con nhớ là kiểu gì, nó cái đồn nó cao quá, đi là cuối phải kho mới đi lên được. À. Cho nên mới gọi là Đức Mẹ Núi Cúi. Đang quay video đừng nói để ngồi nữa. À, đường hoang sơ nha. Mẹ nhắc rồi, con hát đi. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana thì đôi lứa giờ chung chùa đã nâng ly rượu, ngài nâng ly rượu chúc hôn, ngài say theo men tình ngài, ngài vui với người vui, tình thắm thiết mối tình đời, thành hòa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương đến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiếng ca. Rồi để tí nữa quay cái khúc đó. Quá đẹp quá. À tới rồi hả? Vậy cũng đâu có sâu lắm đâu. À, tới trung tâm hành hương rồi quý vị và các bạn. Đây là Đức Mẹ Núi Cúi. Hôm nay là ngày phục sinh, cho nên mọi người đi cũng rất là đông. Rồi chúng ta xuống nha. Chúng cho để xe rồi. Chúng ta xuống rồi để mà quay cái mẹ sướng quá. Mẹ
sướng quá, sướng chỗ nào chứ chịu. Đây lòng hồ Trị An hả anh Nhật? À đây là lòng hồ Trị An nè quý vị. Anh Nhật giữ nó giùm em. Trời ơi đẹp quá, chưa bao giờ thấy cái cảnh này. Bữa nay nước cạn hả anh Nhật? Đúng rồi, không, nước nó cũng hơi cạn, nước tí rồi đấy. Wow, con người mình nhỏ bé giữa một cái thiên nhiên bao la. Em thấy mấy cái ghe chạy dưới ông bé tí à. Đâu anh? À bây giờ em mới thấy á. À. À. Mấy cái xuồng á. Anh không nói em không biết cái có ghe đâu. À, quý vị thấy không? Ghe thấy rồi. Đó. Ôi, để mà đầu tư được cái Đức Mẹ Núi Cưới làm cái trung tâm hành hương là cả một cái vấn đề. Ở đằng kia có mấy cái ghe. À cái ghe à. Thôi mình đi vào trong. Bà ngoại đâu rồi? Trái tim, anh Nhật giúp giờ dẫn giùm bé. Thôi đi theo bác Nhật nha. Ủa chứ cũng chưa có xây, chưa có trùng tu mà nè. À, nó vẫn còn đang cái giai đoạn hình thành hoang sơ. Đây là dự định nó sẽ là lập trung tâm hành hương mà. Ủa vậy hả? À đúng rồi. Chưa có chưa. Đây có nước uống tinh khiết là sẽ được miễn phí. Nước uống tinh khiết nha quý vị. Uống chứ. Rồi. Rồi bác lấy cho mẹ miếng ra. À, nước uống tinh khiết này là khỏi bệnh rồi. Cha đã làm phép tới đây luôn. Đức cha. À, Đức cha làm nữa tới đây luôn hả bà? Cho em ly cái. Rồi chị. Chứ nếu trong trường hợp mà nó không có cái này thì hả chai lọ rồi gì cực. Nhiều lắm rồi cả bác. Và lại phí nữa. Các bà và con nhà. Đây là nhà thờ. Con với bác Nhật vào nhà thờ đi, mẹ Thu ra ngoài này quay tí. Rồi mẹ uống rồi. Như tôi nói đó là Đức Mẹ Núi Cưới này là giữa giáp ranh giữa hai cái huyện Định Quán và huyện Thống Nhất. Đây, hôm nay là ngày phục sinh cho nên chụp cho mấy chị em tấm đi. Dạ. Chụp cho mấy chị em tấm này chưa? Mấy hồ chụp có thịt này. Hả? Nắng lắm. Chụp đứa mẹ hay chụp chỗ nào? Chụp lấy mẹ chứ, chụp lấy mẹ đâu. Đây, che dù nè. Ủa rồi chị đây? Có thì dù che mà lo. Chụp có một kiểu mấy phút mấy giây chứ nhiêu? Đứng có mấy giây chứ mấy. Đẹp đấy. Xếp hàng ngang đây. Đi Đức Mẹ mà không chụp lấy tấm mấy chị em à.
À, đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Đức Mẹ Núi Cúi để cầu xin cho một cái sự bình an trong một cái gia đình. À, bên kia là lòng hồ Trị An. À, nếu quý vị và các bạn chưa một lần đến Đức Mẹ Núi Cúi thì thông qua cái video này, quý vị và các bạn sẽ thấy được một cái nơi hành hương đáng để mình đến. Này để có nhóm bạn trẻ. Nhóm bạn trẻ này đang quay, đang chơi. Cái này là cái bộ ghế đó. Tôi sẽ tự tương tự lượt em.